Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa làm rõ và bắt giữ đối tượng Đỗ Hoàng Vĩnh, 15 tuổi, trú tại Đồng Hới, Quảng Bình, về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào chiều ngày 15 tháng 3, Vĩnh và một người bạn tên Bảo chưa rõ la lịch rủ nhau mang theo thuốc nở vít, kìm bấm, ba cờ lê đi dọc tuyến đường Lạc Long Quân thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi thấy nhà một hộ dân không đóng cửa, Bảo cảnh giới để Vĩnh lẻn vào dắt xe máy. Sau đó dùng dụng cụ mang theo cắt nối ổ điện, khởi động xe tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Liên Chiểu đã phát hiện Vĩnh tại một tiệm game trên địa bàn nên mời về cơ quan làm việc. Tại đây, Vĩnh thừa nhận từ Quảng Trị vào Đà Nẵng chỉ để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Vĩnh và đồng bọn còn thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố, lấy tiền để chơi game và tiêu xài cá nhân. Hiện công an quận Liên Chiểu đã tạm giữ được 2 xe máy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.